Chào mừng quý bạn và các vị đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Ở tuần trước thì có bạn hỏi mình là tại sao dạo này mình không trade những cặp chính nữa. Đương nhiên là mình có trade chứ, nhưng mà mình ít cho lên ví dụ của video thôi. Thì hôm nay mình sẽ đưa cho các bạn một cái ví dụ về cặp EU này nhé. Nó vẫn như vậy thôi. Ở trên biểu đồ này thì mình nhìn thấy ngay thì đã có một cái đợt giảm rất là mạnh của cái cặp EU này rồi. Nó giảm như này thì có nghĩa là nó đang bị mất cân bằng giữa bên bán và bên mua. Cho nên là mình sẽ canh buy. Bây giờ mình sẽ canh buy ở đâu? Thì mình sẽ phải đợi. Trước tiên là mình sẽ vẽ ra những cái vùng mất cân bằng ở bên trên này đã. Đó, đây là một vùng mất cân bằng nhé. Sau khi mà mình thấy được một cái vùng mất cân bằng như này rồi thì bây giờ mình sẽ đợi nó tạo ra một cái sự đột biến mạnh của bên mua. Sau đó thì mình sẽ đặt buy limit để tối ưu vào cái điểm vào. Ở đây thì mọi người có thể thấy ngay được đây là một cái vùng điểm mạnh vào. Tuy nhiên thì lúc này mình đang để ý cái cặp khác nên là cái điểm vào ở đây mình lại không để ý. Nếu mà trong trường hợp mình có để ý cái cặp này thì mình có khả năng là mình sẽ đặt một cái lệnh buy limit ở đây. Giả dụ như vậy nhé, thì xem lệnh này của mình bị L không nhé. Và cái lệnh này thì mình đã bị L này. Đây một cái ví dụ này. Đấy, ok. Thì coi như là cái lệnh này thì mình đã may mắn là không vào. Tuy nhiên thì cái lốt bé thì cũng không đáng là vấn đề gì, vì mình cũng thắng nhiều mà. Tiếp theo thì mình sẽ đợi nó, coi như là cái chỗ này nó không đủ để nó lên nhé. Không đủ nó lên, không đủ sức để lên được. Thì bây giờ mình sẽ đợi nó xem nào. Đấy, ở đây thì mình sẽ có một cái điểm thấp nhất giá này. Và ở đây thì mình thấy ngay có một sự đột biến nhẹ ở ngay cái cây nến này. Và bây giờ mình sẽ theo dõi tiếp. Mình sẽ phóng to lên nhìn cho rõ nhé. Và đây chính là một cây đột biến rất là mạnh, phá qua cái đỉnh này rồi, ở một cái cây nến này. Vậy thì bây giờ nó đã tạo ra một cái vùng mất cân bằng rất là mạnh ở đây, mà cái điểm này nó lại trùng ngay với cái đỉnh cũ của nó nữa. Vậy thì mình đặt ngay một cái lệnh buy limit ở giữa này. L mình để dưới này thôi. Đấy, TP thì... Đó, mọi người cùng xem nhé. Lệnh này đã khớp này. Và lệnh này mình đã TP. Ok, vậy là mình đã được một lệnh. Và ngay sau đó thì mình lại thấy một cái sự đột biến mạnh nữa ở cái vùng này. Thì mình lại vào tiếp một cái lệnh buy nữa. Ok, và cùng xem nhé. Và lệnh này mình đã L nhé. Thì ở bên dưới này mình lại thấy ngay một cái vùng nữa. Thì mình lại đặt tiếp một cái lệnh buy ở đây nữa. Đó, thì bây giờ mình sẽ đợi nó quay về đây. Tại vì ở trên nó rất còn sống rất là nhiều nên là mình sẽ đợi thêm. Lệnh đã khớp này. Và lệnh này mình lại L tiếp. Mình nghĩ đơn giản cái lý do sai đó là khi mà giá nó đã đi quá cao thì người ta sẽ xả, người ta sẽ bán ra. Thì đây thì cũng là hai cái lệnh thua này của mình, không sao. Ok, tiếp theo. Thì một khi mà nó đã phá ra qua được cái vùng này rồi thì ngay lúc đấy nó đã phá được qua cái đáy này. Thì mình có thể thấy ngay được đây chính là vùng mất cân bằng. Mình đặt tiếp một cái lệnh sell ở đây. Ok, cùng xem nhé. Lệnh này mình đã khớp. Và tiếp theo đây là một cái lệnh TP nữa của mình. Thì nếu mà các bạn theo cái phương pháp này của mình ý, thì có thể là trong cái thời gian rất là ngắn thôi thì mọi người có thể vào được rất là nhiều cặp. Tiếp tục nó phá đáy, tạo được cái vùng mất cân bằng nữa. Và đây là cái thời điểm bây giờ của nó này. Bây giờ giá nó vẫn đang chạy, giá vẫn chưa khớp được. Đó, thì
Đây là những cái ví dụ rất là điển hình của mình về những cái cặp chính như là cặp EU, cặp GU cũng thế thôi. Cặp GU thì mọi người có thể canh những cái điểm mà nó đột biến lên như này và đặt buy limit với cái lốt rất là bé, thì trong cái khoảng thời gian ngắn mọi người có thể vào được rất là nhiều cặp và có cái cơ hội nhiều hơn. Đấy, kể cả bây giờ mình ăn được khoảng tầm 1, 2 đô, 5 đô cũng rất là ok rồi. Tại vì mình trade rất là nhiều cặp mà, mình trade bây giờ mình trade khoảng tầm 10, 15 cặp. Cái số lượng lệnh mình vào lớn thì đồng nghĩa với việc là mình sẽ có lãi nhiều hơn. Đấy, có lãi nó tích vào rất là nhiều. Thật ra trong cái video này của mình cũng không có cái kiến thức gì nhiều đâu. Thì nó vẫn chỉ là cái phương pháp mà mình áp dụng những video lần trước. Đó là mình áp dụng những cái vùng mất cân bằng cung cầu và những cái vùng nó đã quá rẻ hoặc đã quá cao thì mình có thể canh bán hoặc là canh mua. Và cái cặp EU này là một cái cặp rất là điển hình để mình có thể áp dụng với những cái phương pháp này của mình. Nếu mà những cái lệnh nó thua như này thì mình sẽ kệ thôi, tại vì mình sẽ coi nó như là một cái sự xác suất nhỏ nhỏ, không đáng kể, tại vì mình TP cũng rất là nhiều rồi. Và có bạn hỏi mình là còn mở quỹ không, thì hiện tại là mình không, tại vì mình đã nhận đủ tiền quỹ và bây giờ mình đã đóng quỹ và tập trung vào trade thôi, không nhận thêm nữa. Tại vì nếu mà nhận thêm thì chia tiền rất là khó, ví dụ như là có lãi thì chia nhiều quá rất là khó. Mình nghĩ nếu mà áp dụng cái phương pháp này thì mọi người có thể xác định xu hướng bằng projection, và sau đó thì mình sẽ tìm những cái điểm mà mất cân bằng đột ngột, rồi mọi người đặt buy limit hoặc sell limit là ok nhất đó. Còn cái khung theo dõi thì mọi người cứ theo dõi khung M15 thôi. Nên nhớ là để có nhiều cơ hội hơn thì mọi người hãy chia nhỏ lốt ra nhé, chia nhỏ lốt, chia bé lốt ra, mặc dù lãi ít nhưng mà chúng ta có nhiều cơ hội hơn. Ok, vậy thôi, cái video này của mình cũng không có gì nhiều. Và hôm nay là thứ hai rồi, thì mình mong rằng mọi người sẽ có nhiều lệnh TP hơn và có kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 thật là vui vẻ nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp lại vào video lần tới nha. Bye bye!